Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự nóng nhất của chúng tôi. Và nếu như có góp ý cho chương trình, mời quý vị hãy vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video clip để chúng tôi có thể phục vụ quý vị được tốt hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức nóng nhất ngay sau đây. Đẩy lùi dịch bệnh từ những quyết sách đúng đắn. Thưa quý vị, với việc nới lỏng giãn cách xã hội cho hoạt động trở lại một số dịch vụ, từ đầu tháng 10 này, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang từng bước thực hiện chuyển hướng chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Việc chuyển hướng chiến lược thích ứng an toàn với dịch bệnh thực sự là một quyết định khó khăn nhưng có cơ sở và niềm tin vào sự thành công. Khó khăn chồng chất khó khăn. Công cuộc chống dịch COVID-19 là không có tiền lệ, không chỉ đối với Việt Nam mà toàn thế giới. Mỗi đợt bùng phát dịch lại có đặc điểm khác nhau, xảy ra các địa bàn khác nhau, các chủng virus biến thể nguy hiểm hơn trước. Biến chủng Delta mà chúng ta đang phải đối mặt đặc biệt nguy hiểm bởi tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy cơ nhập viện của bệnh nhân COVID-19 ở mức cao và có khả năng gây tử vong cao hơn nhiều so với các biến chủng khác. Trong khi đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm này, nguồn lực y tế của nước ta có hạn. Hệ thống y tế trong điều kiện bình thường có thể đáp ứng được, nhưng khi có biến cố phức tạp, đột ngột xảy ra, thực sự là một thách thức lớn. Ngoài nguồn lực về con người, hầu hết các trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, vaccine đều phải nhập khẩu do chưa sản xuất được trong nước nên tốn kém, đôi khi đôi chỗ còn bị động và lúng túng. Đặc biệt, dù đạt thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới, song tiềm lực, quy mô nền kinh tế của nước ta vẫn còn hạn chế. Nguồn ngân sách nhà nước dự trữ để chi cho những nhiệm vụ cấp bách, bất thường như thiên tai, dịch bệnh chỉ khoảng hơn 12.000 tỷ đồng. Việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của gần 100 triệu người dân trước một kẻ thù nguy hiểm và vô hình với khả năng, tiềm lực như kể trên là một bài toán vô cùng hóc búa. Chuyển hướng chiến lược. Gần 2 năm qua, Việt Nam đã phải đối mặt với 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, lây lan. Trong quá trình đó, chúng ta đã bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có những thay đổi chiến thuật, chuyển hướng chiến lược trong phòng chống dịch COVID-19 linh hoạt, hợp lý và đều có hiệu quả cao như hoàn thiện công thức phòng chống dịch từ 5K lên công thức 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của nhân dân. Quyết định giãn cách xã hội tại 23 tỉnh, thành phố phía Nam trong đợt dịch thứ tư, điều động nguồn nhân lực, chi viện cho các địa phương chống dịch, quyết định thành lập các trạm y tế lưu động, quyết định về chiến lược vaccine. Mỗi lần thay đổi chiến thuật, chuyển hướng chiến lược đều là những quyết định hết sức khó khăn và là những đêm trắng của những người đứng mũi chịu sào. Để có những quyết định sáng suốt, chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đều huy động trí tuệ của các nhà quản lý, nhà chuyên môn, các nhà khoa học và tham khảo ý kiến của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Cùng với đó, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, căn cứ dữ liệu khoa học để đưa ra các biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả và tổ chức thực hiện linh hoạt theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, nếu như trước đây, Việt Nam theo đuổi mục tiêu Zero Covid vì lúc đó hệ thống y tế không thể đáp ứng được yêu cầu, độ bao phủ vaccine của nước ta còn thấp. Với truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc, không chấp nhận người dân chịu thương vong, các biến chủng ban đầu của virus còn ít nguy hiểm hơn nên nước ta đã phòng chống dịch thành công. Sau một thời gian, chúng ta đã hiểu về chủng virus Delta và xác định dịch không thể loại bỏ trong một thời gian dài trước mắt. Mặt khác, sức chịu đựng của người dân và nền kinh tế đã tới giới hạn. Trong khi đó, hệ thống phòng chống dịch cả nước vận hành tốt hơn, có thể ứng phó tốt hơn với dịch. Hệ thống khám chữa bệnh đã được xây dựng, kết nối từ trung ương tới 100% xã, phường, thị trấn. Cả nước đã tiêm được hơn 44,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Tính đến ngày 3 tháng 10, đạt tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 45%. Đặc biệt, mỗi người dân đã hiểu hơn, có ý thức và biết cách hơn trong phòng chống dịch COVID-19. Do đó, việc chuyển từ chiến lược Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh là hoàn toàn phù hợp và cũng như nhiều nước trên thế giới đang thực hiện. Đoàn kết là sức mạnh. Lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta đã chứng minh, mỗi lúc dân tộc lâm nguy, sức mạnh đoàn kết và lòng dân là yếu tố quyết định làm nên mọi chiến thắng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay cũng vậy. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát và lây lan, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm đặc biệt, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, có nhiều nghị quyết chỉ thị, công điện, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, cũng như hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những cuộc họp không kể ngày đêm, những chuyến vi hành xuống cơ sở, những cuộc điện thoại giữa đêm khuya hay hàng chục cuộc tiếp xúc, điện đàm, hàng chục bức thư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi các đối tác để mua, vay, yêu cầu cung cấp vaccine nhiều nhất, nhanh nhất để tiêm miễn phí cho nhân dân, đều vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trước hết, trên hết.
thấu hiểu và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cả nước đã đoàn kết, nhất tề phòng chống dịch COVID-19. Nhìn lại những tháng vừa qua, trong bất cứ hoạt động nào, khi nào và ở đâu, câu chuyện phòng chống COVID-19 luôn là chủ đề chính, nóng bỏng. Không chỉ các cơ quan đảng, quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội rốt ráo cho công cuộc chống dịch, mà các nhà khoa học, giới tri thức cũng dốc lòng, dốc sức, trí tuệ, tâm huyết cho phòng chống dịch. Các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức thiện nguyện, bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài và người dân cả nước đã ủng hộ vào cuộc mạnh mẽ phòng chống dịch. Đặc biệt, lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, báo chí thực sự bước vào thời chiến. Trong quá trình phòng chống dịch, tinh thần đại đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc lại phát huy sức mạnh hơn bao giờ hết. Đơn cử, khi 23 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, ứng phó với sự bùng phát, lây lan của dịch COVID-19, đã có hơn 30.000 y bác sĩ, công an, quân đội từ khắp mọi miền Tổ quốc lên đường chi viện cho miền Nam. Dịch bệnh nghiệt ngã, song cũng từ đó nảy sinh bao câu chuyện, hình ảnh đẹp, có sức lay động và hiệu triệu. Từ tấm áo đẫm mồ hôi của lãnh đạo đảng, nhà nước, bàn tay nhăn nhúm tê tái của các y bác sĩ, những lúc chợp mắt vội bên vệ đường của các chiến sĩ công an, bộ đội, giọt nước mắt của cô dâu chú rể trong đám cưới online, những chuyến xe không đồng, ATM gạo miễn phí, những chuyến xe thực phẩm mang nặng nghĩa đồng bào. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động và nhận được hơn 18.000 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống COVID-19. Trong đó, sau lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có hơn 553.300 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19 với hơn 8.779 tỷ đồng. Ngay sau khi phát động, chương trình Sóng và Máy tính cho em cũng nhận ủng hộ hơn 1 triệu máy tính với trị giá hơn 2.500 tỷ đồng và cam kết đầu tư 3.000 tỷ đồng để phủ sóng, hưởng ứng chương trình. Qua công tác phòng chống dịch cho ta thấy nhiều bài học quý. Trước hết, đó là bài học về sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động nguồn lực trong, ngoài nước, nguồn lực của nhân dân và doanh nghiệp. Trong đó, vai trò của nhân dân là đặc biệt quan trọng, đúng như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc. Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch COVID-19. Chiến thắng COVID-19 là chiến thắng của nhân dân. Niềm tin tất thắng. Hiện nay, Chính phủ và các bộ, ngành, liên quan đang ngày đêm huy động trí tuệ tập thể, gấp rút xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19. Chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chiến lược tổng thể khôi phục và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới để cả nước làm căn cứ, từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội phụ thuộc rất lớn vào kết quả phòng chống dịch COVID-19. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, đồng thời linh hoạt sáng tạo trong thực hiện chỉ đạo. Cùng với đó, củng cố hệ thống y tế từ trung ương đến cơ sở, trong đó quan tâm hệ thống y tế lưu động để người dân được tiếp cận y tế từ cơ sở, bệnh tình không chuyển nặng, tiếp tục thực hiện công thức 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của nhân dân và các trụ cột xét nghiệm, cách ly, điều trị, kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công để phòng chống dịch hiệu quả. Đặc biệt trong những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Hàng chục ngàn người dân đang sinh sống, làm ăn ở các địa phương này đã và đang tự phát đi xe máy về quê, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, cũng như nguy cơ mất an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, Thủ tướng kêu gọi người dân nên kiềm chế, không di chuyển tự phát và ở lại để tiếp tục thêm vaccine, nhận cơ hội việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời chỉ đạo các địa phương phối hợp tổ chức đón đưa người dân về quê nếu bà con thực sự có mong muốn. Vì các lý do khác nhau, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho người dân. Nếu mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều làm hết trách nhiệm của mình vì sức khỏe, tính mạng của người dân, vì cộng đồng, quốc gia, dân tộc, tin rằng nhất định chúng ta sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Số tử vong vì COVID-19 ở Mỹ vượt 700.000. Ông Biden kêu gọi tiêm phòng. Thưa quý vị, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt 700.000 hôm 1 tháng 10. Trong bối cảnh các quan chức đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để bảo vệ người lớn tuổi và những người có nguy cơ cao. Theo hãng tin Reuters, trong tuần qua, Mỹ có trung bình hơn 2.000 người qua đời mỗi ngày vì COVID-19. Tính đến ngày 2 tháng 10,
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết, nước này đã tiêm gần 395 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân, phân phối hơn 478 triệu liều khắp cả nước. Cũng theo CDC, gần 215 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, hơn 185 triệu người Mỹ đã được tiêm đầy đủ hai mũi, tương đương với khoảng 56% tổng dân số. Khoảng 4,74 triệu người Mỹ đã được tiêm mũi vaccine nhắc lại của Pfizer hoặc Moderna. Kể từ ngày 13 tháng 8, Mỹ đã cho phép người có hệ miễn dịch yếu có nguy cơ cao mắc bệnh tiêm mũi vaccine bổ sung từ hai hãng dược này. Trong ngày 2 tháng 10 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm ngừa COVID-19. Nếu bạn chưa tiêm, hãy đi tiêm phòng. Điều này có thể cứu sống bạn và những người bạn yêu thương. Nó sẽ giúp chúng ta đánh bại COVID-19 và cùng nhau đưa đất nước tiến về phía trước. Nhà Trắng dẫn phát biểu của Tổng thống Biden nêu. Ông Biden cũng khẳng định người Mỹ sẽ nhớ tới cột mốc đau thương ngày 1 tháng 10 và sẽ luôn tưởng nhớ những người đã mất vì đại dịch. Tuy nhiên, ông Biden cho rằng Mỹ sẽ không bị tê liệt vì nỗi buồn. Hàng trăm nghìn gia đình đã được cứu và tránh khỏi nỗi đau tột cùng mà quá nhiều người Mỹ đã phải trải qua trong đại dịch này, ông Biden nói. Ông tái khẳng định rằng các loại vaccine ở Mỹ hiện nay đều an toàn, miễn phí và người dân có thể tiếp cận chúng một cách dễ dàng. Hai 7.000 công dân về quê, An Giang tính phương án cách ly tại nhà. Thưa quý vị, đã có 27.000 công dân về quê tự phát về địa phương. An Giang đã hết chỗ cách ly tập trung nên chuẩn bị phương án cho cách ly tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện. Trưa nay, trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Ban Thường vụ tỉnh ủy vừa có cuộc họp đã thống nhất phương án triển khai các công việc tiếp nhận, cách ly các công dân về quê tự phát. Đến sáng nay, lượng công dân về tỉnh đã 27.000 người. Tỉnh đã trưng dụng các cơ sở giáo dục để làm điểm cách ly tập trung, nhưng hiện cũng đã hết chỗ. Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai sàng lọc đối tượng để thực hiện cách ly tại nhà các trường hợp đủ điều kiện theo hướng dẫn của công văn 8318 của Bộ Y tế. Tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh khuyến nghị bà con nên ở lại các địa phương để hỗ trợ tiêm vaccine. Nếu bà con thật sự có nhu cầu, lỡ về đến thì tỉnh cũng tiếp nhận chu đáo trên tinh thần tương thân tương ái, ông Phước thông tin. Trước tình hình công dân ngoài tỉnh trở về địa phương dồn dập, vượt quá quy mô, khả năng cách ly, điều trị của tỉnh. Vào tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với các địa phương trên địa bàn tại cuộc họp khẩn về tình hình người dân ngoài tỉnh tự phát về địa phương. Để an dân và đảm bảo an ninh trật tự địa phương, Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất quan điểm tổ chức tiếp nhận các công dân An Giang ngoài tỉnh tự phát về đến cửa ngõ của địa phương. Thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân An Giang ngoài tỉnh về địa phương. Các địa phương đảm bảo tổ chức đưa đón về địa phương có trật tự, an toàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, ông Bình yêu cầu trưởng ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và qua thân nhân của người lao động, khuyến nghị người dân nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống, được tạo điều kiện tiêm vaccine đủ 2 liều, không di chuyển tự phát về địa phương. Trường hợp có nguyện vọng trở về thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định. Các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ công tác tiền phương và tổ công tác hậu phương. Hai tổ công tác này phối hợp với ban tổ chức, chủ động có kế hoạch tiếp nhận công dân của địa phương mình và đưa về địa phương. Các địa phương chủ động bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu, rộng rãi, thông thoáng, sàng lọc, xét nghiệm, phân loại theo nguy cơ, tiến hành tổ chức cách ly phù hợp theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, sau khi phân loại, sàng lọc, trưởng ban chỉ đạo cấp huyện phối hợp với Sở Y tế quyết định hình thức cách ly phù hợp. Hơn 60% người dân thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine COVID-19 mũi 2. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêm hơn 11 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó 4,3 triệu người tiêm mũi 2 chiếm 60,6%. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày hôm qua, thành phố có thêm 283.458 người được tiêm vaccine COVID-19. Như vậy, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm tổng cộng 11.314.301 liều vaccine, trong đó 4.366.864 người tiêm mũi 2, chiếm 60,6%, và 6.947.437 người tiêm mũi 1. Số người trên 65 tuổi tiêm vaccine mũi 2 là 69,1%. Tất cả những điểm tiêm và người tiêm đều an toàn. Theo số liệu thống kê từ Cổng Thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày hôm nay, thành phố đã có quận 5, quận 11 tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 đạt 100%. Tại quận Phú Nhuận, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99%, quận Tân Bình là 98%. Ngày hôm qua, thành phố được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ hơn 1 triệu liều AstraZeneca.
HCDC cho biết số vaccine này đang được chia về các địa phương, cơ sở y tế. Hiện các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Theo HCDC, tính đến ngày hôm qua, thành phố còn khoảng 0,4% số người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi 1. Thành phố kêu gọi những người này đăng ký tiêm vaccine nhằm bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh. HCDC khuyến cáo, hiện nay, thành phố đang thực hiện trạng thái bình thường mới. Vì vậy, người dân cần phải luôn cảnh giác vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Mọi người chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết và chú ý giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc. Hãy để họ về nhà. Thưa quý vị, vì mưu sinh, hàng trăm ngàn người phải tha phương cầu thực. Giờ họ gặp khó khăn do dịch bệnh nên đang rất cần những vòng tay nhân ái và trách nhiệm, mở đường để họ hồi hương trong trật tự. Vậy là không như suy đoán rằng, khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, tức là mạch sinh kế dần được nối lại, thì lao động ngoại tỉnh sẽ yên tâm bám trụ, mà trên thực tế, dòng người tự phát đổ về quê bằng phương tiện cá nhân đông không tưởng, diễn ra 3 ngày qua chưa dứt. Dòng người về quê đều biết tự ý đi lại và đi đông như vậy là thiếu an toàn phòng dịch, là sai quy định, chắc chắn sẽ bị chặn lại. Song họ vẫn liều mình chất cả nhà lên xe bởi vì sợ đói hơn sợ Covid khi túi đã rỗng từ lâu, nhà thì ở trọ, việc chưa biết khi nào có, đâu thể nương nhờ vào các gói an sinh của địa phương mãi, con cái học trực tuyến chật vuột. Về quê, dù con nghèo hay đã khấm khá, song lúc này vẫn hơn trụ lại đất khách bởi chút được bao nhiêu gánh lo. Nguyện vọng hồi hương của người dân là chính đáng. Có điều trong bối cảnh dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành còn khá phức tạp như thời gian này, thì những làn sóng di dân tự phát đã đặt các địa phương vào thế khó. Ngăn cản, không tiếp nhận thì vừa sai luật, vừa trái đạo lý, mà thả cửa thì dễ vỡ trận vì khả năng chăm lo mọi mặt của địa phương có hạn. Sóc Trăng là một trong những địa phương sớm quá tải. Ngày 3 tháng 10, tỉnh này cùng nhiều tỉnh miền Tây kiến nghị tổ công tác đặc biệt của chính phủ tạm ngưng cho người dân tự về quê, thời gian ngưng tiếp nhận 15 ngày. Cứ mở rồi lại đóng, cứ tỉnh này cho qua, tỉnh kia ngăn lại. Điệp khúc khổ ải này lại vang lên thêm lần nữa. Cho dù trước ngày 30 tháng 9, khi thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị nới lỏng giãn cách xã hội, đã có cảnh báo về sự thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ sẽ xảy ra. Qua đây cho thấy, giữa các địa phương liên quan không liên kết và thông suốt với nhau. Chưa hết, quan sát lý do 13 tỉnh, thành, Tây Nam Bộ tạm ngưng tiếp nhận 15 ngày là để chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về, thì đủ thấy các địa phương đã bị động, thiếu dự báo về tình huống này như thế nào. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 2 tháng 10 lưu ý các địa phương tuyên truyền vận động người dân ổn định cuộc sống, không di chuyển tự phát. Trường hợp người lao động quyết tâm về quê thì tổ chức đưa đón có trật tự, an toàn, thực hiện đồng bộ giải pháp. Như vậy, ngay từ tuần trước, nếu các tỉnh dự lường được tình hình và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó để đến ngày 1 tháng 10 tổ chức đưa đón người dân thì đã không xảy ra cảnh tượng buồn như mấy ngày nay. Tỉnh Phú Yên gần 2 tháng qua liên tục tổ chức đưa dân của mình từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương về quê với hơn 18.000 người. Tất cả đều bảo đảm an toàn phòng dịch. Đây là tỉnh xa thành phố Hồ Chí Minh, cũng chưa khá giả gì mà làm được và làm tốt thì tại sao các tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh hơn lại không làm được? Xe cộ không thiếu, các tỉnh cần tổ chức thật sớm các chuyến đưa bà con có nguyện vọng về quê. Sau khi sàng lọc y tế thì nên cho hầu hết cách ly tại nhà, bố trí lực lượng địa phương giám sát chặt, chỉ đưa đi cách ly, điều trị các trường hợp F0. Cách ly tại nhà đang là xu thế tiến bộ và hiệu quả. Làm kiểu này thì không tốn nguồn lực bao nhiêu và được người dân ủng hộ.